trọng kính chào quý đại tớ Chúa cùng quý ông bà anh chị em. Hôm tối hôm nay chúng ta đến đây để kỷ niệm sự thương khó của Chúa Giêsu, Đấng đã yêu chúng ta và đã phó chính mình Ngài vì chúng ta. Nơi thập tự, Chúa Giêsu đã bày tỏ tình yêu của Ngài dành cho con người tội lỗi, để bất cứ ai đặt lòng tin cậy nơi Chúa, đặt lòng tin cậy nơi Chúa sẽ nhận được sự tha thứ. Thập tự xưa sừng sững cao, dựng tận trên sườn núi xa, như tiêu biểu cho muôn sầu khổ sỉ nhục. Thập tự giá nơi vua vinh diệu chí cao, thay nhân thế hư hoại chết cách đau thương. Thập tự giá ngày hôm nay có nhắc nhở cho chúng tôi, quý bạn chị em điều gì không? Xin kính mời thánh cùng tôn vinh Chúa và thánh ca học từ xưa. Trong dòng huyết thiêng, nhưng tôi thấy vẻ đẹp tuyệt đối cao tròn. Vì tại trên thập giá xưa, Giêsu yên lặng khổ đau, đem tha thứ nguyện lần đến cho chính tôi. Tôi say mê mong giang thẳng từ xưa. Lòng đầu của ta hiến ca cuộc đời, lòng ấm áp mỗi quyền liên với tham tư, sẽ tin nên mau bình diệu cho chính tôi.
Ngài về tình yêu lớn lao của Ngài đối với chúng con. Trong khi nhân loại chúng con đang bước đi trong sự tối tăm của tội lỗi, nhân loại đang đùa đến đéo sự chết, thì Ngài đã lìa bỏ ngôi vinh hiển trên thiên đàng đến thế gian này, trở nên một con người như chúng con, và Ngài đã bằng lòng chịu chết trên thập tự giá để cứu chuộc chúng con. Tình yêu thương cao cả tuyệt vời của Ngài đối với chúng con, Ngài đã sẵn sàng mang lấy sự cố hình và cuối cùng chịu chết trên thập tự giá để ban cho chúng con sự cứu rỗi, ban chúng con hưởng được sự sống đời đời. Chúng con cảm ơn Ngài. Ngày hôm nay chúng con được làm con cái của Chúa, đã ở trong sự yêu thương, trong sự chăm sóc, bảo vệ của Ngài. Đó là một ơn lớn lao mà Ngài dành cho chúng con, và Ngài hứa ban nước thiên đàng cho chúng con. Thiên Ngài trở lại chúng con, cảm ơn Ngài. Và tối hôm nay, Hội Thánh của Chúa họp nhau trong đền thờ thánh này để chúng con cùng nhau kỷ niệm sự thương xót của Chúa và sự chết của Ngài. Trong giờ này, chúng con kính dâng mỗi tấm lòng của chúng con lên ba ngôi Đức Chúa Trời quyền năng. Con cầu xin Thánh Linh của Ngài bao phủ chúng con trong giờ này. Chúng con đến đây để ca ngợi Chúa, nhắc lại tình yêu thương của Ngài đối với chúng con thật là lớn. Mà chúng con sẽ lấy chi để đền đáp lòng ơn yêu thương của Ngài. Chúng con xin biết cúi đầu với tất cả tấm lòng của chúng con một dâng lên Chúa những lời cảm tạ biết ơn Ngài vì sự yêu thương của Ngài quá lớn đối với chúng con. Trong giờ này chúng con cầu xin Ngài bao phủ hội thánh của Chúa. Trong từ giờ thờ phượng của chúng con tại đây, xin Ngài hướng lòng của mỗi người chúng con về nơi chí thánh và trong ơn yêu thương của Ngài và chiêm ngưỡng Chúa của chúng con thật là tuyệt vời đối với chúng con. Chúng con xin Chúa Ngài dẫn dắt chúng con để bước đi trong lẽ thật của Ngài, và chúng con sẽ nghe được lời của Chúa nhắc lại tình yêu thương và sự thương xót của Ngài đối với mỗi người chúng con buổi tối hôm nay. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Ngài ban ơn cho mỗi tiết mục trong chương trình này, mỗi người chúng con ngồi dưới chân Chúa, chúng con được sự an ủi, được sự nâng đỡ và thỏa lòng khi chúng con thấy được tình yêu của Ngài đối với chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con dâng bây giờ thờ phượng này trong tay yêu thương của Chúa và hết lòng thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu. Amen. Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị chết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt người chịu, chúng ta được bình an. Bởi lằn roi người, chúng ta được lành bệnh. Chúng ta hãy đều như chiên đi làm, ai theo đường ấy. Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chết trên người. Làm rồi chúng ta cao chiều.
Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid. Bearing all my sin and shame, in love you came. Give amazing grace. Thank you for the cross. Trên thập giá, Ngài tu huyết thay tôi, Ngài đã chịu chết, mọi người liếc mắt khinh chê, dẫu con người chối bỏ không yêu Ngài, đớn đau cam chịu, Ngài vui lòng mang vì cầu tôi. Thank you.
Chúa, chúng con cảm ơn Ngài vì Ngài mua chúng con.